Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Như chúng ta đã biết, nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt, bảo đảm cho trẻ người dân tộc thiểu số có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiểu học, tạo tiền đề để học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ngành giáo dục giữ vai trò chủ đạo trong công tác triển khai thực hiện đề án. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đề án đã mang lại những kết quả tích cực. Năm học 2018-2019 này, ngành giáo dục tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo xuống các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh thực hiện đề án. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với trường mầm non Bản Sen, huyện Mường Khương để cùng xem cô và trò nhà trường năm học mới này sẽ triển khai thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ em như thế nào nhằm đạt được kết quả cao nhất. Chào mừng tất cả các bé đã đến với lễ hội mừng bé đến trường của lớp 8 đến với lễ hội ngày hôm nay, các bé sẽ được trổ tài này, được chơi trò chơi và được thưởng thức các tiết mục âm nhạc. Các bé đã sẵn sàng chưa? Tăng cường tiếng Việt cho trẻ thông qua hoạt động âm nhạc như thế này thực sự giúp cho các bạn nhỏ mầm non không chỉ có một cái không gian học tập rất là vui vẻ mà còn giúp cho các cháu được tăng cường khả năng tiếng Việt thông qua những bài hát. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một cháu nhỏ của lớp mẫu giáo 5 tuổi của trường mầm non Bản Sen. Cô chào cháu có thể cho cô biết cháu tên là gì? Con tên là Hồ Thanh Trúc. Một cái tên rất là hay này. Trúc năm nay mấy tuổi? Con 5 tuổi. Vừa rồi thì cô giáo đã dạy Trúc bài hát gì? Trường chúng cháu là trường mầm non. Và Trúc đã hát cho cả cô cùng với các bạn nghe đúng không nào? Vâng. Thế thì Trúc thấy bài hát này có hay không? Có. Thế ở lớp thì cô giáo có thường xuyên dạy cho Trúc các bài hát như thế này không? Có. Thế bây giờ Trúc thuộc được nhiều bài hát chưa? Rồi. Được học rất là nhiều bài hát này thì Trúc có thích không? Có. Thế vừa rồi học bài hát trường chúng cháu là trường mầm non này thì Trúc có thể hát lại cho cô nghe được không? Có. Tôi hát lại cho cô nghe nhá. Ai hỏi cháu học trường nào đây? Bé nào ngoan là vua hát thật hay? Cô là mẹ và các cháu là con. Trường của cháu đây là trường mầm non. Rồi, rất là hay. Qua cái tiết học âm nhạc thì đối với bản thân tôi thì tôi thường hay tổ chức cho các con qua các chương trình hoặc chương trình như là bé yêu âm nhạc, chương trình các lễ hội để các con từ đấy thì các con trở lên mạnh dạng này. Và cái trong cái phần mà chương trình đấy thì tôi có lồng ghép các phần và cho các con thể hiện nhiều như là hát nhiều lần đấy và hát theo nhóm, hát theo tổ và sau đó tôi sẽ sửa sai cho trẻ. Còn đây là một tiết tăng cường tiếng Việt cho các cháu học sinh ở phân hiệu Bãi Nghệ, trường mầm non Bản Sen, huyện Mường Khương. Với 100% học sinh là người dân tộc Mông, khả năng nói tiếng Việt của các cháu có phần hạn chế hơn ở điểm trường chính, nên các cô giáo ở phân hiệu đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường tiếng Việt cho các cháu. Chúng mình được gặp cô giáo này, gặp các bạn này, chúng mình được vui chơi, được học tập. Chúng mình có vui không nhỉ? Có. Vui đúng không? Bây giờ cô muốn cho chúng mình khám phá một bức tranh. Cô giáo có bức tranh về ai đây? Cô có bức tranh về cô giáo đấy. Bây giờ chúng mình
Ngay từ đầu năm học, việc thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt đã được các cô giáo tại phân hiệu mầm non Bãi Nghệ đặc biệt quan tâm chú trọng. Và qua những tiết học như vừa rồi thì giúp các cháu học sinh mầm non ở đây được tăng cường khả năng tiếng Việt cũng như học cách phát âm một cách rõ tròn vành, rõ chữ. Đồng thời qua đó thì các cháu mạnh dạn tự tin hơn. Xin chào cháu có thể cho cô biết cháu tên là gì? Con tên là Hằng Thị Bảo Trâm. À, Hằng Thị Bảo Trâm đúng không? Trâm năm nay mấy tuổi rồi? 4 tuổi rồi. À, thế vừa rồi cô giáo dạy con cách phát âm từ gì nhỉ? Từ cô giáo. Cô giáo làm gì? Cô giáo đang dạy học. À, cô giáo đang dạy học đúng không? Vậy thì được đi học như thế này, Trâm có thấy vui không? Có ạ. Vừa rồi cô thấy cô giáo dạy Trâm một bài thơ rất là hay này. Đó là bài thơ gì? Bài thơ tình bạn. À, bài thơ tình bạn à. Trâm đọc lại cho cô cùng các bạn nghe nhé. Hôm nay đến lớp thế ván thọ nâu, các bạn hỏi nhau thọ đi đâu thế, gấu liền nói khẽ thọ mị uống rồi. Này các bạn ơi, thi thăm thọ nhé, gấu tôi mua khế, khế ngọn lại chanh, mèo tôi mua chanh, khế đùm bác ngọn, hên nâu sứa bụng, nay sứa đậu nành, chúc bằng khỏe nhanh, cùng nhau đến lớp, thật tất, xứng đáng cháu ngoan, trò giải kết đoàn, thắng tình bề bạn. À, ôi giỏi quá, cô đấy Trâm đọc bài thơ rất là hay đấy. Cô giáo dạy mình rất là nhiều điều thú vị nè. Rồi, cô cảm ơn Trâm nhá, Trâm học thật là ngoan nhá. Có học ngoan không? Ngoan. Có đi học đều không? Đi. Đi học thật đều nhá, Trâm ngoan học giỏi nữa nhá. Vâng. Rồi, cô cảm ơn con. Đến lớp thì các cô giáo lúc nào cũng phải thường xuyên nói chuyện với các cháu, trò chuyện, và vào các hoạt động học thì mình chú trọng hơn về hoạt động tăng cường tiếng Việt cho các cháu, và học thường xuyên mọi lúc mọi nơi để các cháu có khả năng nói tiếng Kinh được nhiều hơn. Năm học này, trường mầm non Bản Sen có một điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ với gần 300 trẻ, trong đó có hơn 200 trẻ là người dân tộc Nùng, Giấy, Mông, Pa Dí, Tu Dí, Tày và Bố Y. Tuy mới ở tuần học đầu tiên, nhưng cả cô và trò trường mầm non Bản Sen, huyện Mường Khương đã rất tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đặc biệt là xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt đa dạng, qua đó để trẻ ở trường được tăng cường các kỹ năng tiếng Việt thông qua các hoạt động học mà chơi, chơi mà học, tạo không khí vui tươi hứng khởi trong năm học mới, hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số tại trường mầm non Bản Sen, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với cô giáo Đinh Thu Hoài, hiệu trưởng trường mầm non Bản Sen. Xin chào chị, trước tiên thì xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa chị có thể cho biết là tại trường mầm non Bản Sen thì việc thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số thì đã được triển khai thực hiện từ bao giờ ạ? Đấy, tại trường mầm non Bản Sen chúng tôi thì cái chuyên đề mà thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số được triển khai và thực hiện từ năm học 2016-2017 cho đến năm học này là được 3 năm. Trong quá trình triển khai thì nhà trường có gặp phải cái khó khăn như thế nào ạ? Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng giống như là việc thực hiện một số những chuyên đề khác cũng có những cái khó khăn nhất định. Cái thứ nhất là chúng tôi gặp khó khăn trong cái việc là cái tài liệu, học liệu cũng như là một số những cái đồ dùng trang thiết bị mà phục vụ đặc thù riêng cho cái hoạt động tăng cường tiếng Việt thì còn thiếu, còn hạn chế. Cái thứ hai nữa là trường chúng tôi là có đến 80% trẻ em là người dân tộc thiểu số. Thì có 2 điểm trường chính và điểm trường Suối Thầu thì phần lớn là trẻ người dân tộc Nùng và dân tộc Dãy. Thì các cháu có cái ngôn ngữ tốt hơn một chút, cái khả năng về giao tiếp tiếng Việt tốt hơn một chút thì các cô giáo được thuận lợi hơn một chút. Tuy nhiên thì có điểm trường Bãi Nghệ thì là có 100% các cháu là người dân tộc Hmông. Thì hầu như các cháu cái việc sử dụng cái tiếng phổ thông là chưa có. Khi các cháu đến lớp là 100% các cháu sử dụng bằng tiếng địa phương của mình. Vì vậy là chúng tôi cũng rất là khó khăn. Cái khó khăn thứ ba trong cái việc triển khai thực hiện của chúng tôi đó là về phía phụ huynh học sinh. Ở trường chúng tôi thì 100% phụ huynh, gần như 100% đấy ạ, là đều là phụ huynh làm nông nghiệp. Chính vì vậy mặc dù phụ huynh rất là muốn kết hợp để có thể thực hiện tốt cái tăng cường tiếng Việt cho con mình ở nhà trường cũng như là ở gia đình, tuy nhiên thì do cái thời gian nó không cho phép,
cái điều kiện công việc phụ huynh không tham gia được. Rồi cái môi trường tiếng Việt cho con ở nhà thì cũng còn hạn chế. Thì các con khi đến lớp thì có thể là các con giao tiếp bằng tiếng Việt, nhưng khi về nhà thì có thể bố mẹ và con cái lại sử dụng bằng tiếng địa phương. Chúng ta là đấy là cũng một trong những cái khó khăn của chúng tôi. Cái nữa là cái việc mà bồi dưỡng cái tiếng dân tộc đối với các cô giáo mà dạy cái tăng cường tiếng Việt, đặc biệt là như trường chúng tôi ở cái phân hiệu mà 100% người Mông đấy, thì cái đấy thì cũng chưa thực hiện được. Đấy là cũng cái khó khăn nhất định trong cái việc mà chúng tôi triển khai thực hiện cái đề án tăng cường tiếng Việt trong trường. Bên cạnh những cái khó khăn đó thì nhà trường thì có những cái thuận lợi như thế nào ạ? Chúng tôi cũng có rất là nhiều những thuận lợi, thì chính quyền địa phương rất là quan tâm. Ví dụ như là hàng năm xã cũng dành những nguồn kinh phí nhất định trong cái việc tu sửa cơ sở vật chất cho nhà trường. Và đấy là một trong những cái điều kiện là để thực hiện tốt cái hoạt động tăng cường tiếng Việt. Thì bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng nhận được cái sự quan tâm chỉ đạo rất là sát sao của phòng giáo dục, hướng dẫn giúp đỡ nhà trường trong cái việc triển khai thực hiện cái hoạt động tăng cường tiếng Việt tại đơn vị trường. Và hàng năm thì phòng giáo dục cũng có cấp phát những cái đồ dùng văn phòng phẩm phục vụ chung cho các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Thì trong đấy cũng có phục vụ cho cái hoạt động tăng cường tiếng Việt. Thì ngoài ra thì về đội ngũ giáo viên trong trường thì như trường chúng tôi cũng là thuận lợi vì là chúng tôi được đảm bảo được cái tỷ lệ là 2 giáo viên trên một lớp. 100% giáo viên thì được đào tạo chính quy về cái giáo dục mầm non, và các cô giáo thì rất là nhiệt tình, có trách nhiệm trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ cũng như là hoạt động dạy tiếng Việt cho trẻ. Vâng, và 2 năm học vừa rồi từ khi mà triển khai việc thực hiện tăng cường tiếng Việt thì chị đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của chuyên đề này ạ? Thì qua 2 năm thực hiện thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng cái hoạt động tăng cường tiếng Việt mang lại những cái lợi ích rất là lớn trong các hoạt động giáo dục cho trẻ, đặc biệt là tạo cái tiền đề cho trẻ để trẻ có thể là tiếp thu những cái kiến thức bậc học tiếp theo. Thì thứ nhất là cái việc sử dụng cái ngôn ngữ của các con được phong phú hơn. Các con có những trẻ thì đến lớp thì hầu như là các con còn chưa nói được tiếng phổ thông. Thì qua cái việc thực hiện này trong năm học thì các con đã có thêm cái vốn ngôn ngữ, cái khả năng sử dụng cái ngôn ngữ các con trong cái việc giao tiếp thì được tốt hơn. Và đặc biệt là một số những trẻ mà ở điểm trường thuận lợi như điểm trường chính và Suối Thầu của chúng tôi thì cái khả năng biểu đạt của các con thì được tốt hơn rất là nhiều. Thì bên cạnh cái việc mà các con có cái ngôn ngữ tốt hơn thì cũng giúp cho các con có thể lĩnh hội tiếp thu những cái kiến thức mà cô giáo dạy trên lớp được tốt hơn. Và qua các hoạt động khác thì các con cũng mạnh dạn tự tin hơn bởi vì là có cái khả năng ngôn ngữ diễn đạt tốt hơn. Đã, vâng. Vậy thì trong năm học 2018-2019 này thì nhà trường có những cái phương hướng như thế nào để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số ạ? Thì trong năm học 2018-2019 thì chúng tôi cũng vẫn xác định là cái việc thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học, và cũng coi đây là một trong những cái yếu tố quan trọng để có thể là thực hiện nâng cao được cái hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường. Thì chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện và đưa vào cái việc xây dựng kế hoạch thể hiện ở trong cái kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch giáo dục chủ đề và có kế hoạch giáo dục tuần ở các lớp. Thì đối với lại trường chính và điểm trường Suối Thầu thì chúng tôi có thuận lợi hơn một chút vì các con có khả năng ngôn ngữ tốt hơn, thì chúng tôi thực hiện cái hoạt động trò chuyện tiếng Việt sau cái giờ thể dục buổi sáng. Còn trong phân hiệu Bãi Nghệ là 100% trẻ là người Hơ Mông thì chúng tôi thực hiện cái hoạt động tăng cường tiếng Việt cho các con. Cô có thể cho các con làm quen từ những câu từ, sau đó thì đến phát triển thành câu, và cái việc thực hiện này cũng theo chủ đề chủ điểm. Cái việc cung cấp tiếng Việt cho các con thì chúng tôi cũng được áp dụng thực hiện trong tất cả các hoạt động khác. Hoạt động đón trẻ, trả trẻ, rồi trò chuyện với các con, rồi các hoạt động chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm và kỹ năng sống để tăng cường cái vốn hiểu biết, cái ngôn ngữ cho các con, làm sao mà để các con có thể là được sử dụng tiếng phổ thông nhiều nhất và khích lệ các con giao tiếp với nhau, trò chuyện với nhau, và thậm chí có thể nói là yêu cầu các con phải thực hiện cái việc đấy ở trong lớp, trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đấy, nhà trường cũng đề cao cái việc là tạo môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học để làm sao các con có được cái môi trường học tập, trải nghiệm. Qua đó thì các con có thể phát triển được ngôn ngữ, phát triển tiếng Việt cho các con được nhiều nhất. Dạ vâng, xin cảm ơn cô, và tin rằng là với sự nỗ lực của ban giám hiệu nhà trường cùng sự quan tâm của các cấp chính quyền cũng như là ngành giáo dục của địa phương thì trong thời gian tới thì trường mầm non Bản Sen sẽ đạt được những kết quả tốt nhất, và đặc biệt là trong việc thực hiện cái chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho các cháu học sinh mầm non thì sẽ giúp cho các cháu thêm mạnh dạn tự tin hơn và
tăng cường cái khả năng tiếng Việt của mình. Dạ vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn chị ạ. Chương trình tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.